chương trình Giờ Kinh Tối Gia Đình. Hôm nay Chúa Nhật, cùng với giáo phận chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Hội Thánh và công việc truyền giáo của Hội Thánh. Xin mời đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thâm biếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chân chứa, trao đổi cho đấng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba loay nghe lời con thiên tha, tình thương men ấm u con ngày đêm, lần thân xác hồn tràn lan ơn thiên. Xin mời quỳ. Lạy chuông, con tin thần có một Đức Chúa Trời là đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thần Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chúng tôi cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hồi thân dây, thì con tin vững vàng. Vì Chúa là đấng thông minh và chân thân vô cùng, đã ban truyền cho Hội Thánh. Amen. Lạy Chúa, con trong tay vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên nghiệp đàng, xem thay mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép thân và lòng lành vô cùng, đã phán đưa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự. Vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Giờ đây chúng ta cùng thanh lặng xét mình và thống hối tội lỗi. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đấng Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin mời đứng cùng lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyro và Sidon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng người rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin thương xót tôi, con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần người mà xin rằng: Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi. Người trả lời: Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel. Nhưng bà kia đến lạy người mà nói: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Bà ấy đáp lại: Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Bấy giờ Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: Này bà có lòng mạnh tin,
bà muốn sao thì được vậy. Và ngay lúc đó con gái bà đã được lành. Suy niệm. Tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện một người mẹ, một phụ nữ ngoại giáo xin Chúa chữa bệnh cho con gái bà. Chúa Giêsu khen bà là người có lòng tin lớn lao. Lòng tin đầy khiêm tốn ấy đã chạm đến trái tim Chúa, làm cho Chúa ngỡ ngàng và thực hiện điều bà cầu xin. Lắm lúc chúng ta cảm thấy Thiên Chúa như thinh lặng trước những hoàn cảnh khó khăn, khốn cùng của gia đình. Chúng ta sẽ kiếm tìm những sự trợ giúp khác, hay vẫn kiên trì như người phụ nữ Canaan, bám chặt lấy Chúa với lòng tin khiêm tốn và chân thành. Lạy Chúa, Chúa đã đáp ứng lời cầu xin của bà mẹ xứ Canaan xưa vì bà có lòng tin mạnh mẽ. Xin Chúa thêm đức tin cho chúng con. Xin lắng nghe những lời nài vang tha thiết của các bà mẹ, của những gia đình đang gặp khó khăn. Xin Chúa thương ra tay cứu giúp dù chúng con tội lỗi bất xứng. Amen. Xin mời đứng cùng dâng lời nguyện chung. Gia đình chúng ta quây quần bên nhau trong ngày của Chúa, ngày Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết để cứu độ nhân loại. Chúng ta cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin. Chúa Kitô phục sinh thông ban Thánh Thần cho hội thánh. Xin cho Đức Thánh Cha, các đức giám mục và linh mục được tràn đầy Chúa Thánh Thần, để các ngài luôn nhiệt thành phục vụ dân Chúa theo gương Đức Kitô. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Kitô phục sinh trao cho hội thánh sứ mạng loan báo tin mừng. Xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn nghi thức sứ mạng truyền giáo, biết dùng lời nói và đời sống thánh hiền mà làm chứng cho Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Kitô phục sinh nên niềm hy vọng cho nhân loại. Xin cho anh chị em đang khổ đau tinh thần hay bệnh tật thể xác tìm được nơi Chúa Kitô phục sinh niềm hy vọng và sức mạnh đỡ nâng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Kitô phục sinh luôn hiện diện giữa hội thánh. Xin cho gia đình chúng ta luôn hết lòng yêu mến và sống thân tình với Chúa Kitô phục sinh, để người luôn hiện diện trong mỗi người chúng ta, hầu chúng ta biết yêu thương nhau và yêu mọi người như Chúa yêu ta. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Kitô phùng sinh, Chúa hằng hiện diện và đồng hành với mỗi người chúng con. Xin tuôn đổ trên chúng con hồng ân cứu độ của Chúa và biến đổi chúng con thành những chứng nhân nhiệt thành của tin mừng. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Xin mời ngồi. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn. Xin mời đứng. Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lần làm cho chúng con được sống, được vui, được cày thân. Lạy Mẹ, chúng con còn cháu Eva ở chốn khắp đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi không lòng than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ôi, bà là chủ bảo chúng con, xin nghe mắt thương xem chúng con. Đến sau cõi đời xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Năm xưa trên cây rồi, làn Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ân đam đền bồi, hãy tôn sùng máu tâm, hãy nâng lần hàn mẫn côi. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vẫn nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay không khuôi. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đối thương nhầm lời, cho nương biệt sinh tươi, đừng tin xa ngời. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng,
chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Thánh hiền này xin cho con tin đầy mau trong dân. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin cùng cô đứng tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn từ thanh. Xin trả lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, được tràn tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin cảm ơn cánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quan đại, luôn tận tâm tận lực cùng cố các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn. Nhờ lời Đức Mẹ xin cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Chúng con trong cậy đấng thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ đồng trinh hiển vinh sáng lang. Hằng chiều chúng con trao gọi một sự hiểu lắng nghe. Lạy đấng thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thánh cực tịnh đấng thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bàn tay sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Đức Bà phù hộ các giáo hữu, cầu cho chúng con. Các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.